Thưa quý vị và các bạn, trong lĩnh vực xây dựng cơ bản thì việc thường xuyên kiểm tra, giám sát không những đảm bảo chất lượng các công trình mà còn hạn chế được tiêu cực xảy ra. Do vậy, giai đoạn 2016-2020, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Cơ bản huyện Simacai đã đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, hạn chế tối đa tiêu cực. Dự án xây dựng hồ trung tâm huyện Simacai với tổng mức đầu tư 27 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi thi công gặp phải một số khó khăn do dịch COVID-19 cũng như quá trình đào đắp ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Do vậy, đội ngũ cán bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện và đơn vị liên quan luôn kịp thời có mặt để giải quyết các vướng mắc phát sinh. Chúng tôi có khó khăn gì là báo cáo lên Ban Dự án là có nghĩa là động thái là tổ chức họp và bàn với nhau trực tiếp ngay lập tức tại hiện trường. Những cái mà việc có thể khắc phục được ngay tại hiện trường trong tầm tay của Ban Dự án thì Ban Dự án là đều là triển khai các thứ là bằng văn bản. Còn những cái còn có một số ví dụ như khó khăn mà nó vượt trên tầm thì là cũng báo cáo huyện, và huyện kể cả trên huyện là cũng rất là phối hợp. Như hiện tại ở công trình tôi đang giám sát là công trình hồ trung tâm huyện Simacai, đây thì là sự phối hợp giữa chủ đầu tư và cả tôi là bên đại diện của bên đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu thi công là rất là tốt ạ. Đơn vị tư vấn và chủ tư sẽ nói chung là thường xuyên có mặt ở hiện trường và cùng nhau trao đổi để giải quyết các vấn đề kỹ thuật cũng như các vướng mắc về giải phóng mặt bằng hay là các vấn đề có liên quan để hỗ trợ nhà thầu hết mức để đẩy nhanh tiến độ thi công. Thực hiện nghiêm túc các quy trình triển khai dự án, đẩy mạnh cải cách thủ tục, tạo điều kiện tốt nhất cho đơn vị thi công là phương châm chỉ đạo xuyên suốt của huyện Simacai. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Cơ bản huyện Simacai, giai đoạn 2016-2020, toàn huyện triển khai tổng số 184 công trình, tương ứng với tổng số tiền phê duyệt là 626,267 tỷ đồng. Trong đó, không có công trình nào đội vốn phải điều chỉnh bổ sung. Các công trình đều hoàn thành đúng tiến độ, kịp thời đưa vào khai thác có hiệu quả sau đầu tư. Chúng tôi đã thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra giám sát đối với các thực hiện nhiệm vụ hàng ngày, hàng tuần của các đồng chí đối với gắn vào việc thực hiện xây dựng của các dự án. Ví dụ cụ thể như là việc thực hiện các quản lý dự án thì chúng tôi đã có những xây dựng những kế hoạch, phương án cụ thể cho từng dự án, giao cho từng nhóm của quản lý các dự án đấy thực hiện đầy đủ các biện pháp từ quản lý hồ sơ, bước đầu tư, chuẩn bị đầu tư đến bước giám sát ngoài hiện trường và bước quản lý tiến độ và chất lượng hợp đồng đến bước quyết toán công trình. Việc đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản ở Simacai đã góp phần thiết thực phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, lãnh đạo nhân dân hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đặt ra, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.